Chuyện xin chào tất cả mọi người đã đến với video tiếp theo của Chiến. Hôm nay Chiến làm cái video này là không phải là ẩm thực, cũng không phải là các món ăn. Thì video hôm nay là Chiến sẽ quay cái cảnh công việc hàng ngày Chiến làm, là công việc tài xế lái xe đi giao hàng cho cả cửa hàng. Tại vì công việc của gia đình Chiến là buôn bán sỉ lẻ các mặt hàng lưới, lông chim, lông gà, chúng buôn các mặt hàng ngư lưới cụ và các cái thiết bị nuôi chim, lông chim, phụ kiện lông chim và lông gà và phụ kiện lông gà lưới, và nhận đặt tất cả các loại lưới dùng cho ngư cụ trong đất liền chứ không phải là ngoài khơi đâu mọi người nha. Còn những cái video ẩm thực Chiến làm thì cũng là mang tính chất để quay để giải trí thôi mọi người, chứ không phải là mục đích để làm YouTube để kiếm tiền đâu mọi người nhá. Công việc kiếm tiền là kinh doanh của gia đình, còn công việc quay video ẩm thực là quay để xả stress, gọi là sau một ngày làm việc vất vả, suy nghĩ nhiều thì cũng mua cái gì đó để quay để làm video ẩm thực cho mọi người xem giải trí. Thì tuy là không hay như người ta nhưng cũng là bản thân Chiến cảm thấy vui. Chứ con mà nói quay video ẩm thực phải đầu tư nhiều cái hay nữa mọi người ạ. Bây giờ Chiến đang có mặt tại Đồng Hới, do xe nó hơi lắc nên nó hơi rung. Chiến đang đi giao hàng cho các cửa hàng. Thì nói chung Chiến cũng quay video để xem công việc hàng ngày và như thế nào thôi. Thì gia đình Chiến cũng bán tất cả các mặt hàng ở Chiến nói trên. Thì video sau Chiến sẽ giới thiệu các mặt hàng, xem những ai có nhu cầu lấy sỉ hoặc lẻ thì nói chung Chiến đều báo giá, cái giá cả sản phẩm thì chất lượng, những cái giá thì giá thành thì sẽ rẻ hơn thị trường không nhiều nhưng cũng một phần nào đó. Còn nhiều người không hiểu là bảo là Chiến làm YouTube là để kiếm tiền, nhưng thực ra mất rất nhiều tiền chứ không phải là kiếm tiền. Bởi vì mỗi lần quay video thì phải tốn tiền mua thực phẩm, chi phí bỏ ra ít nhất cùng 100 đến 200 ngàn thì cũng là mua để quay giải trí. Nói chung cũng mong mọi người xem và ủng hộ cho Chiến để có thể đạt được nhiều đăng ký và nhiều view, để có thể cũng là một YouTube không YouTube nghiệp dư, để có thể tự hào bao ngày làm để giải trí. Còn đây Chiến đang có mặt tại thành phố Đồng Hới. Vì lý do Chiến sẽ không quay các cái bán hàng Chiến giao hàng mọi người nhé, tại vì bảo toàn khách hàng,
chứ không quay ra là cạnh tranh là sẽ lô hết mọi người, nên thì sẽ bảo toàn thông tin khách hàng. Đây, chuyển năng đến cái chỗ người ta bán hoa tết, chị sẽ quay cho mọi người xem nha. Đây, chị sẽ quay cho mọi người xem. Đây mọi người nha, đây là toàn cảnh chờ hoa rất là nhiều nha, nhưng do nhu cầu đi giao hàng nên không thể dừng lại và quay kỹ cho mọi người xem được. Rất là nhiều. Còn chỗ mà chuyển đi bỏ hàng là còn xa. Rất là nhiều. Đây là thành phố Đồng Hới mọi người nhé. Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, quê hương của đại tướng Võ Nguyên Giáp là ở Lê Thủy, cũng là ở Quảng Bình luôn mọi người nhé. Hiện là đi qua cái chỗ mà người ta chuyên bán cái hoa đào mai quất tết rồi mọi người nhé. Thì hôm nay cũng là ngày 21 tháng chạp âm lịch năm 2021, thì cũng còn được có 8 ngày nữa là bước sang năm 2022 âm lịch cho mọi người nhé. Thì không biết là mọi người đã chuẩn bị được những gì. Còn ở chiến thì thầy cái dịch, do ảnh hưởng dịch nhiều quá nên nhu cầu người đi sắm tết cũng không đông như mọi năm. Nói chung ảnh hưởng dịch bệnh thì cái nền kinh tế của người dân cũng thất thu, kể cả các doanh nghiệp hay là đều tổn thất về kinh tế rất là nhiều. Thì cũng mong sang năm mới 2022 thì cũng mong là cái dịch bệnh này sẽ hết, để tất cả mọi người dân trên cả nước, các doanh nghiệp hay là tất cả nói chung người Việt Nam cũng như trên thế giới cầu mong cho hết cái dịch bệnh này, để ổn định lại nền kinh tế và ổn định lại cuộc sống của gia đình và người dân, cũng cầu mong như thế. Nói chung cuộc sống dịch bệnh là do nó làm ảnh hưởng đến rất nhiều về việc đi lại hoặc là việc sinh hoạt, thì cũng mong tất cả mọi người thực hiện đúng cái quy định của Bộ Y tế là 5K. Để đảm bảo an toàn về cái dịch bệnh này, để cho nó khỏi lây lan. Thì bây giờ cũng trưa rồi mọi người ạ, cũng là 11:59 đây này, để chuyển quay cái đồng hồ cho xem. À, 11:59. Thì bây giờ chị sẽ tìm quán cơm nào
để ghé vào ăn trưa, rồi sẽ tiếp tục chuyến hành trình. Bây giờ chuyến sẽ tìm quán cơm nào và ghé vào để ăn trưa mọi người nha. Thì chuyến sẽ không ghé vào, chắc chắn là chào tất cả mọi người nhé. Thì lúc này Chiến dừng xe vào quán cơm đã ăn trưa. Thì bây giờ Chiến tiếp tục hành trình đi giao hàng cho tất cả các cửa hàng. Thì cái video này thì Chiến cũng quay là cũng tâm sự về cái nghề chính. Còn YouTube thì làm cho vui, với mục đích là xả stress sau nhiều giờ làm việc căng thẳng để giúp cho tinh thần thoải mái và sẽ làm tốt trong công việc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Chiến trong thời gian làm kênh YouTube. Thì bây giờ Chiến cũng xin kết thúc video này để tập trung vào chạy xe, lái xe và để đi giao hàng cho kịp thời gian. Rồi Chiến xin phép quay những cái video sau là giới thiệu tất cả các mặt hàng của gia đình Chiến chuyên bán lẻ và xỉ cho tất cả các cửa hàng và những người mua lẻ để sử dụng, và giá cả thì bán đảm bảo rẻ hơn giá của thị trường của những người khác. Nói chung là giá xỉ thì có giá xỉ, còn giá lẻ thì có giá lẻ, nên mọi người yên tâm, cũng lo về giá. Còn chất lượng thì đảm bảo cho mọi người, không có suy nghĩ. Còn video này thì Chiến cũng quay để mục đích là nói về cái ngành nghề chính và quảng cáo cái sản phẩm của gia đình bán, là chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng ngư lưới cụ, nông sản, thủy sản, rồi lồng chim Phú Kiên, lồng chim, lồng gà Phú Kiên, lồng gà, nói chung tất cả các mặt hàng thiết yếu dùng để cho ngư nông cụ. Chào, bây giờ Chiến xin kết thúc video tại đây. Rồi Chiến để cái video sau Chiến sẽ quay thực tế những mặt hàng của gia đình Chiến bán để cho mọi người cùng tham khảo. Nếu có thể ủng hộ được thì ủng hộ cho Chiến. Rồi Chiến sẽ xin quay video tiếp theo cho mọi người cùng tham khảo. Bây giờ Chiến xin kết thúc video tại đây.
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người chuẩn bị một năm cũ và chuẩn bị đón một năm mới nhiều cái mới hơn. Bây giờ Trần xin kết thúc video tại đây. Chào tất cả mọi người và hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Chào tất cả mọi người.